Một cái quán bún riêu tôm mỡ tôm khô ngon rẻ bình dân có tuổi đời hơn 50 năm trong một cái con hẻm nhỏ, nước lèo nấu từ xương với lại tôm khô cà chua cho nên thơm ngọt tự nhiên, không có quá nhiều bột ngọt. Quán này thì đã bán truyền đời lại đến đời thứ hai rồi, cô chủ quán thì nói chuyện nhẹ nhàng dễ thương vô cùng luôn. Ngồi ở đây thì mát rượi à. Hello các bạn, lại là Phúc đây. Cái quán này hôm qua Phúc có ghé nhưng mà trên Google cập nhật sai giờ cho nên đến nơi quán đã bán hết. Sáng hôm nay thì Phúc đến ăn và review cho các bạn nha. Quán bún riêu tôm khô tôm mỡ nằm ngay cái con hẻm 209 Nguyễn Kim, phường 7, quận 10. Quán bán từ 8 giờ sáng cho đến khoảng 2 giờ trưa thôi nha. Cuối tuần thì có thể hết sớm. Ở đây thì Phúc ấn tượng với lại nồi bún riêu đầy cà chua tôm khô. Bún riêu ở đây thì không có riêu cua, có tấm mỡ băm nhuyễn cho nên nhìn như riêu cua. Nước lèo thì toàn tôm khô cho nên trong và ngọt, ngon vừa miệng của Phúc. Một tô bún tôm khô là 27.000, thêm một cái miếng chả là 7 hay 8.000 gì đó Phúc quên rồi. Nguyên tô Phúc đầy đủ là 35.000, cũng có mang ra thêm 3 loại chả nữa, chả lụa, chả chiên hoặc là chả quế. Các bạn ăn thêm thì tính là 8.000 đồng một miếng nha. Cái lúc rảnh tay thì cô ngồi xuống nói chuyện với lại khách, cô hiền lành và mấy cô nhân viên ở đây cũng dễ thương nữa. Gần quán bún riêu thì có cái quán bún giò cho nên các bạn coi chừng nhầm nha. Quán của cô thì các bạn phải vào hẻm khoảng 5m là mới tới nha. Một cái điểm trừ nhỏ nhỏ đây là bún riêu ở đây thì không có thịt huyết hay đậu hũ đâu. Một phần cô có cho thêm một cái dĩa rau kinh giới, rau muống, bông chuối giá để bỏ vào ăn chung cho không có ngán. Đây là một cái địa chỉ mà các bạn nên nốt lại để hôm nào đổi vị nha. Cũng đừng quên ủng hộ Phúc để có thể khám phá thêm nhiều quán ăn ngon rẻ bình dân ở Sài Gòn nha.